Thưa quý vị, thành phố Vũng Tàu có gần 238.620 cử tri được bố trí bỏ phiếu tại 174 điểm bỏ phiếu. Những lãnh đạo tỉnh thực hiện quyền trang nghĩa vụ công dân tại thành phố Vũng Tàu có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng ban dân vận Trung ương, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh. Ngay từ sáng sớm, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã ngập tràn không khí náo nức của ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dù biết trước 6 giờ 30 phút điểm bỏ phiếu mới khai mạc, nhưng nhiều cử tri đã đến sớm hơn để được cảm nhận không khí ngày hội trong trật tự quy định phòng dịch Covid-19. Tại khu vực bỏ phiếu số 3, trụ sở khu phố 3, phường 2 thành phố Vũng Tàu, có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó trưởng ban dân vận Trung ương, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đã dự lễ khai mạc và thực hiện quyền nghĩa vụ công dân của mình. Tôi cũng vừa thực hiện xong cái quyền bầu cử của cử tri. Và tất cả cử tri hôm nay có mặt ở đây, ban đầu giờ đầu chúng tôi thấy bà con cử tri rất là háo hức thể hiện cái quyền bầu cử của mình. Và đồng thời chúng tôi thấy sự chấp hành rất là nghiêm túc trong quy trình bầu cử, nhưng cũng chấp hành rất nghiêm túc trong việc phòng chống dịch Covid, thực hiện 5K mà cả tỉnh chúng ta triển khai trong thời gian qua. Với trách nhiệm cao như thế này, chúng tôi tin chắc là cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung sẽ thành công rất là tốt đẹp. Tôi năm nay là 86 tuổi, quá vinh dự, phấn khởi là bởi vì mình tuổi cao như này mà vẫn còn được góp phần vào xây dựng chính quyền của nhân dân. Rất mong muốn là có được một chính quyền vững mạnh từ phường cho đến trung ương, để mà gọi là lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn để mà xây dựng cho nước ta hùng cường, mạnh mẽ. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 5, trụ sở khu phố 6, phường 2 thành phố Vũng Tàu. Phường 2 có gần 8.750 cử tri tham gia bầu cử tại 7 điểm bỏ phiếu. Một hình ảnh rất đẹp và nhiều ý nghĩa tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường 2 và số 13, phường 4 là có gần 50 cử tri là những chức sắc tăng ni tại chùa Liên Trì và Vạn Phước cùng đến bỏ phiếu. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng thời thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, các tăng ni Phật tử luôn tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay cùng chính quyền cộng đồng thực hiện những phong trào, chương trình an sinh xã hội. Hướng về bầu cử, Giáo hội Phật giáo thành phố Vũng Tàu đã đẩy mạnh tuyên truyền các thông tin liên quan đến bầu cử đến toàn thể tăng ni Phật tử trên toàn địa bàn. Vận động tăng ni đi bầu đầy đủ, bỏ phiếu có trách nhiệm, bầu chọn người đại diện thật xứng đáng. Hôm nay bản thân chúng tôi rất phấn khởi đại diện cho một cử tri đã đi bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân các cấp. Thì trong cái xu hướng hội nhập thế giới và tình hình dịch, nhưng mà dân cử tri đi bầu cử rất đông, tôi rất phấn khởi. Không khí ngày hội lớn của toàn dân tại các khu vực bỏ phiếu của thành phố Vũng Tàu càng trọn vẹn khi công tác phòng dịch Covid-19 cũng được thực hiện rất nghiêm túc. Mọi cử tri đi bầu đều có khai y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn. An ninh chính trị được đảm bảo tuyệt đối.